Ở đây các bạn có hỏi rằng ung thư buồng trứng thì nên dùng phương pháp mổ nào thường được áp dụng. Thì trong ung thư buồng trứng thì tùy thuộc vào giai đoạn bệnh và tùy thuộc vào thể giải phẫu bệnh. Ví dụ như với giai đoạn sớm, rất sớm và cũng có một số các cái thể giải phẫu bệnh thuận lợi, tiên lượng thuận lợi thì chúng tôi sẽ mổ bảo tồn nếu mà bệnh nhân còn có nhu cầu mà đẻ sinh con. Thế và bảo tồn thì ví dụ chỉ cắt một bên cái bên buồng trứng đấy, phẫu thuật sinh thiết phúc mạc và vét hạch và cắt mạc nối lớn. Thế còn với những cái trường hợp mà giai đoạn muộn hơn và các cái yếu tố tiên lượng không tốt thì chúng tôi sẽ cắt hết tất cả những cái phần liên quan đến cả ung thư buồng trứng, ví dụ như cắt tử cung, cắt toàn bộ buồng trứng hai bên, cắt toàn bộ mạc nối lớn, cắt những cái gì dính dáng u những liên quan đến phúc mạc. Đấy là cái và làm sao để làm với cái tổn thương u trên đại thể còn là ít nhất. Thế đấy là cái phương pháp mổ trong ung thư buồng trứng và chúng ta có thể áp dụng là mổ mở hoặc mổ nội soi. Với giai đoạn sớm thì ta có thể mổ nội soi, còn với giai đoạn mà muộn thì bao giờ chúng ta thường là ta sẽ phải bắt buộc là chúng ta phải chuyển dùng phương pháp mổ mở. Thế ở đây với câu hỏi nữa là bạn có nói rằng là với giai đoạn muộn hơn thì giai đoạn 3 4 thì có hy vọng không? Thì thật ra với tiên lượng của ung thư buồng trứng thì phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tuổi, thể trạng bệnh nhân, rồi giai đoạn bệnh và thể giải phẫu bệnh, thể biểu mô hay không biểu mô. Thế và với một số các cái yếu tố tiên lượng phụ như là nồng độ CA125, giai đoạn bệnh, tổn thương u còn lại sau và cái tổn thương còn lại sau phẫu thuật, công phá u tối đa, giảm tổng thiểu khối u. Thì theo số liệu thống kê tỷ lệ sống trên 5 năm, có rất nhiều các cái số liệu nhưng đa số với con số trung bình sống trên 5 năm với thể biểu mô của ung thư buồng trứng giai đoạn 1 khoảng từ 80% trở lên, khoảng 80%, giai đoạn 2 khoảng từ 60% và giai đoạn 3 khoảng 35 đến dưới 60%, giai đoạn 4 thì thấp hơn khoảng dưới 20%, dưới 15%. Vâng, tôi xin báo cáo thế ạ.